được chú. Dạ tại sao? Yêu cầu trên má chú lấy tay chú chét cái đã, không có son thì chú về lên đây. Chú với anh qua bên kia đứng. Dạ chú qua bên kia đứng. Dạ chú qua bên kia đứng đi chú. Rồi giờ kiểm tra trên đây nè. Kiểm tra nè. À cái này là son môi không kìa, đích thực đàn ông đích thực nè đó, qua đây. Cái này anh bê cái son anh chét lên mặt hay là cái gì? Hả? Hả? Có son. Thái từ từ đi, tại hai người kia không có son nên là chét cũng tạm tính. À, anh coi, cái bà nào mà cái môi dày dữ vậy? Trời ơi này trời! Anh coi, đó ok, cái này là teo rồi. Ông ướt son môi hung sao dính luôn đi hầm răng mới ghê. Trời đất quỷ thần đất ơi, người thấy trong cái thằng sao? Thần đất coi! Ai hung vậy? Ai hung rồi ngay thiệt coi. Hung là kêu hung trên má, hung chưa cái răng làm gì. Rồi, anh đâu? Trời anh này hay quá, đập cô rồi bại luôn, được có dấu một, đen thui. À, nhưng mà anh có một dấu, tức là anh cũng đã có rồi đó. À, chú thông cảm là tới vòng này thì con không có đỡ được chú đâu. Dạ, chú lên đây đứng. Chú lên đây đứng. Dạ, chú lên đây đứng. Anh đẹp trai đó lên đây đứng. Dạ. Dạ, dạ, chú tưởng tức là chú bị thua rồi đó. Hàng chi trời. Dạ, chú lát về nhớ xin lỗi cổ nghe, cổ buồn lắm luôn á. Cái bài chú. Tạm biệt tình yêu, tạm biệt tình yêu. Rồi. Và bây giờ nè. Bây giờ nè. Đây là vòng cuối cùng. Vòng cuối cùng. Chúng ta chỉ lấy lại. Bây giờ loại một anh thôi. Lấy lại 5 anh. Thôi, tôi khốc liệt, loại 2 anh luôn, còn lại 4 anh thôi. Khốc liệt. Rồi, bây giờ di chuyển xuống dưới. Nghe kỹ nha, nghe kỹ nha. Nghe kỹ nha, nghe kỹ yêu cầu nha. Di chuyển xuống dưới. Nghe nha. Và lưu ý, cái hành động của mấy anh có thể dẫn đến kết quả nguy hiểm. Do đó yêu cầu làm từ từ, bình tĩnh, không cưỡng ép. Phải để người ta tự nguyện hỗ trợ mình. Ok.